Dạ. Sánh mới ra, nhưng mà tôi không có xem đó là thì chuyện vui, Dạ. tại bởi vì chờ lâu quá, chờ lâu quá, chờ lâu quá Hỏi mòn hả sư? Nhưng mà mỏi thôi. mòn, tức Dạ. là Hết hứng mỏi rồi. mòn mà đã chờ lâu mà còn sanh khó nữa, sanh À. khó cho nên là đó là ông bố ông mệt quá rồi, bây giờ ông lo trùm mệt ngủ chứ không có đi khoe, không có bồng đi khoe hàng xóm, mệt quá sanh khó, sanh mổ nữa chứ, sanh khó mà còn sanh mổ nữa, đã đẻ ngược phải sanh mổ nữa. Nhưng mà có một chuyện thế này, cũng cảm ơn các vị gửi, đó là cái quyển mình nói chuyện nhỏ trước, tức là cái quyển chuyện phím nó có thay đổi nội dung, có thay đổi nội dung, và đặc biệt là cái quyển Kalama một á, là không phải tái bản không mà có hiệu hiệu chính, có chỉnh sửa những chỗ quan trọng bên trong. Và đặc biệt quyển hai đó là chúng tôi có một cái chủ trương, đó là chắc trên nền tảng á, trên căn bản á, thì cũng lựa mấy cái bài kinh mà cần thiết cho bà con, nhưng mà đặc biệt quyển hai này đó là những bài kinh ngắn đọc không ngán. Ở quyển một á, thì chúng tôi nhiều khi lấy nguyên cả bài kinh, còn cái quyển hai thì chỉ cắt lấy những cái phần mà chúng tôi cho là cốt lõi mà ngắn gọn hết. Và đặc biệt ở quyển hai đó nó có những cái phần phía sau, ví dụ như kinh kinh Phật tướng, rồi kinh Phật nạn. Phật tướng tức là nói về 32 tướng mà vắn tắt, tức là vì đâu mà chư Phật ba đời mười phương có các cái hậu tướng, và tìm hiểu về mỗi hậu tướng cũng là những cái pháp pháp tu. Và kinh Phật nạn đó là kể về các cái kiếp nạn mà Đức Thế Tôn đã trải qua trong cái cuộc đời hoằng pháp của Ngài, và mỗi kiếp nạn như vậy đó, ví dụ như vì sao Ngài bị tẩy vu oan, rồi vì sao mà Ngài phải trải qua những cái ngày tháng khổ hạnh nhiều hơn các vị Phật khác, rồi tại sao Ngài có những lúc Ngài bị đói bị bệnh, thì những cái đó là đều có cái duyên sự và đều có bản Pali. Đương nhiên cái Nhật Tụng Kalama là đương nhiên có bản Pali. Chúng tôi hiện đang rà soát lại cái nội dung quyển 3, và cũng đã có sẵn cái bản thảo quyển 4 nhưng mà chưa có dò. Còn quyển 3 là đang rà soát để in, với một cái tâm nguyện là hai mươi lăm cuốn kinh tạng, mỗi cuốn vậy là trung bình 500 trang tiếng Pali, 25 cuốn. Thì gom gọn lại thì chỉ còn có năm, gom gọn lại thì chưa tới năm cuốn, nhưng sĩ dĩ kể năm cuốn là bởi vì trong đó có những cái lấy bên tạng luật, có những cái lấy bên tạng A Tỳ Đàm, và có những cái lấy bên chú giải sớ giải đó, cho nên nó gom lại thành ra tới năm cuốn, gom lại cho để nhằm mục đích là cho bà con không có sợ kinh tạng. Bởi vì trước đây ấy, khi mà nghe nói tới kinh tạng người ta mở rằng ta ớn quá, thì đọc một phim ta ớn người ta không đọc nữa. Còn cái này là chúng tôi lựa giùm những bài kinh mà một người tìm đạo á, ở đây không phải sơ cơ, cả sơ cơ mà lẫn những người có cái thời gian nghiên cứu rồi đó, thì họ có thể căn cứ vào năm cuốn đó mà họ có một cái căn bản về kinh tạng nói riêng và tam tạng nói chung. Và đồng thời đó là chúng tôi cũng tìm cách làm sáng lại những cái đoạn mà nó tối nghĩa, và đặc biệt là có chú thích sớ giải trong đó để bà con đọc sáng sủa hơn. Đó đại khái là hai ba, như vậy là chúng ta có ba, trước mắt chúng ta có ba cuốn, tức là hai cuốn Kalama một hai và cuốn chuyện phím. Tạm thời sách chưa có ra nước ngoài, cho nên nếu mà con mình Úc thì chắc liên lạc giùm. Dạ. Còn bên Âu Châu đó thì bên Mỹ thì chắc có lẽ là phải một tháng nữa mới có. Còn nếu mà bà con nào có người thân bạn bè mà đi qua đi lại thì nhờ sách tay giùm cuốn hai cuốn cho các vị thôi, chứ còn phát hành rộng rãi thì chúng tôi phải chờ tới một tháng nữa thì sắp mới qua tới. Cảm ơn các vị rất là nhiều. Bài giảng trưa nay chúng ta bàn về một cái đề tài gần gũi thân quen nhưng mà cấp thiết, chứ không phải nghe nó thân quen rồi nghĩ nó là bình thường, mà bình thường nghe là tầm thường, mà tầm thường là không đáng để tâm, thì phải có những chuyện rất là bình thường nhưng mà nó cấp thiết, nó quan trọng. Nếu nếu mà phải chọn một cái tên gọi, cái chủ đề
cho cái bài giảng tối nay thì chúng tôi chọn cái chủ đề là có mà không. Có mà không là sao? Trong đời sống ấy, mình cứ nghĩ mình có cái này, mình có cái kia. Nhưng mà nếu mà xét trên tinh thần Phật học ấy, thì cái có của mình nó chưa có tới. Chưa có tới. Ví dụ như mình có nhan sắc, mình có sức khỏe, mình có tiền bạc, mình có gia đình, mình có tiếng tâm, mình có quyền lực. Nhưng mà tất cả những cái có đó, đó nói theo tinh thần Phật pháp ấy, thì nó mới có một nửa. Nó mới có một nửa thôi. Mà mình không biết. Mình tưởng là mình đã có đầy đủ, mình có hết rồi. Rồi cái mình an tâm với cái có hết đó đó. Cái 100% đó đó. Và cứ như vậy gọi là vùi đầu gục mặt ở trong đó. Mà thật ra mình không ngờ rằng tất cả những gì mình có chỉ có một nửa thôi. Cái đầu tiên ấy mà tôi muốn nói đó, đó là có bóng đèn mà không có điện. Đây, có bóng đèn mà không có điện. Có nghĩa là chúng ta có cái hình hài, có tâm thức, nhưng mà chúng ta không có sức sống. Chúng ta không có sức sống. Kể cả chúng ta là một tăng ni đi nữa, nhưng mà chúng ta không có sức sống. Sức sống đó là những cái thiện pháp, tức là tính tánh niệm định tuệ mình cũng có. Thì có hình hài, cũng có tâm thức, mình cũng có sáu căn chứ, cũng có mắt tay mũi lưỡi. Dầu không tu hay là tu thì ai cũng có sáu căn giống nhau hết. Dầu là chúng sanh nhân thiên hay là các loài đọa xứ thì cũng đều có sáu căn giống nhau hết. Nhưng mà cái có đó mới có một nửa thôi. Và chúng ta làm gì với cái sáu căn đó mới là một chuyện. Không biết các vị còn nhớ hôm trước tôi giảng về nhân quả, tôi có nói. Nói tới nhân quả, nghiệp báo, báo ứng, có bốn cái khía cạnh mà chúng ta phải nhớ. Đó là cái nhân nó tạo ra quả. Nhân thiện, nhân ác nó tạo ra quả thiện, quả ác. Nhân thiện, nhân ác nó tạo ra quả vui, quả khổ. Đó là nhân tạo ra quả. Nhưng mà cái thứ hai đó là cái quả nó tác động quả. Có nghĩa là khi mà mình do một cái quả lành, quả xấu nào đó trong quá khứ, nó dẫn mình đi vào một cảnh giới. Và cái cảnh giới đó, đó là buồn, vui, sướng, khổ. Thì trên cái nền tảng của buồn, vui, sướng, khổ đó, đó, chúng ta lại có cái cơ hội, có cái điều kiện để tiếp nhận thêm những cái quả khác. Tôi nói rất là nhiều lần, ví dụ như mình đã nghèo rồi đó, thì bao nhiêu cái quả xấu khác nó tìm cách nó đổ vào. Mình mà bệnh rồi đó, thì bao nhiêu cái quả xấu khác nó đổ vào. Còn khi mà mình đang hưởng quả lành đó, thì rất là nhiều cái quả lành khác đó, có dịp nó trổ sinh. Đó là trường hợp gọi là quả tác động quả. Rồi quả tác động nhân, có nghĩa là khi mình hưởng cái quả khổ hay cái quả vui đó, đó nó lại là cái điều kiện để mà mình dễ tu hơn hay là khó tu hơn. Với cái môi trường sống đó, chúng ta trở nên thiện hơn hay là ác hơn. Cái này chắc các vị biết mà, biết có những cái hoàn cảnh mà muốn tu khó lắm, muốn thu xếp để đi thiền viện khó lắm, muốn đi tu giao duyên 3 tháng khó lắm, thậm chí muốn có tháng có 8 ngày bắt quan khó lắm, tại vì đi làm đó, rồi bây giờ một tháng là 8 ngày bắt quan thì về rồi đói rồi bệnh rồi bao tử tùm lum, khổ lắm. Không, cho nên là cái quả nó có tác động nhân. Rồi cái nữa là nhân tác động nhân, có nghĩa là khi mình sống nhiều với cái bất thiện ấy, thì cái bất thiện trước nó sẽ làm dễ dàng làm cái nền cho bất thiện sau. Và khi mình sống thiện ấy, thì cái thiện trước nó dễ làm nền cho cái thiện sau. Ví dụ như mình có cái lòng mình đi vào thiền viện, đó là cái tâm lành đó. Thì vào thiền viện rồi đó là mình lại tiếp tục có cơ hội để mà thiện nữa, có nhiều cái thiện khác. Ví dụ như các vị ở bên nước ngoài đi, các vị ở nước ngoài đi, ở trong nước mình chỉ tăng đông, bây giờ tôi nói nước ngoài này, các vị ở nước ngoài đó một năm như vậy đâu có bao nhiêu cơ hội để mà bố thí cúng dường, không? Nhưng mà khi các vị vào một cái thiền viện mình biết điện, cái chuyện đó nó dễ lắm. Một ngày như vậy các vị có rất nhiều cơ hội để chắp tay trước tượng Phật, chắp tay trước chư tăng, chắp tay trước các bạn tu hành giả này, đó là pháp cung kính. Rồi các vị muốn bố thí nó dễ lắm. Trong khi mình đang ở Mỹ, ở Úc, mình cũng đâu có khá giả gì, chật vật lắm. Lâu lâu cứ gửi chụp đỉnh vậy đó. Cái lòng nó cũng không có được trọn vẹn lắm. Nhưng mà khi qua bên Miến Điện nó lại khác, vào trong thiền viện nó lại khác. Một ngày mình chỉ bỏ ra 50 đồng thôi. Mình mua trái cây. 50 đồng, 50 đô la đó. Mà một tuần mình bỏ ra có 1 lần, 2 lần gì đó. Nó dễ lắm.
tức là vào ở trong một cái môi trường, một cái điều kiện nào đó thì nó dễ lắm. Nó dễ để là mình thiện hay là dễ để cho mình ác lắm. À, cho nên rồi, như vậy tổng cộng mình có bốn: nhân tạo ra quả, rồi quả tác động quả, quả tác động nhân, rồi nhân tác động nhân. À, rồi cái bắt đầu nó đi quay quanh vẫn quanh nhân tạo ra quả, mình cứ đi vòng vòng nó làm nên cái vòng luân hồi của mình. Không? Và cái chuyện tiếp theo mà tôi muốn nói đó là với người có biết Phật pháp, có tu học, có hành trì, có ứng dụng đấy, có thực nghiệm đấy, thì khi mà mình nhận quả xấu hay là quả tốt, tức là gặp chuyện vui hay gặp chuyện buồn, mình đón nhận nó bằng cái niềm tin, bằng chánh niệm, bằng trí tuệ, thì như vậy thì với một người có tu học, có biết Phật pháp đấy, thì khi nhận quả xấu hay quả tốt thì đều là cơ hội để mà mình tiếp tục tốt, tiếp tục hành thiện, tu thiện. Còn người không biết Phật pháp ấy, thì khi nhận quả lành ấy, thì họ đón nhận bằng cái tâm say đắm, tâm tham, tham ái, say đắm. Còn khi họ nhận cái quả xấu ấy, thì bất mãn, hờn giận, sợ hãi, tức tối, ghen tuông, đố kỵ. Ví dụ như vậy. Có nghĩa là khi mà mình không biết Phật pháp, không có tu học ấy, không có ứng dụng lời Phật ấy, thì mình nhận quả xấu hay là quả tốt đều là cơ hội để mình tiếp tục xấu. À, còn cái người có tu học ấy, thì khi mình nhận quả tốt hay quả xấu, mình đều xem đó là cơ hội để mình tiếp tục sống thiện. Đấy. Cho nên ấy, cái chuyện mà mình sinh ra đời đấy, mà trong một cái môi trường, một hoàn cảnh tốt hay là xấu, nó mới có 50% mà. Bởi cái đó mới là quả thôi. Mà trên cái nền đó, trên cái nền đó, mình lại tạo dựng, mình xây cất cái gì cho nó lại là chuyện khác. À, cho nên mình có cái hình hài này, mình có sáu căn này mới có 50% mà. À, mình có nhan sắc, mình có sức khỏe, mình có tình yêu, mình có tiếng tâm, mình có quyền lực mới có 50% mà, mới có 50 thôi. À, nhưng mà cái 50 còn lại là mình làm gì vậy với cái 50 đó đó, cái đó là một chuyện nữa nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên, coi chừng có điện mà có đèn, bóng đèn mà không có điện là như vậy đó. Có bóng đèn mà không có điện. Là nhớ nha, có bóng đèn thôi mà không có điện, nó không có sức sống. Rồi cái thứ hai nữa là có phone mà không có sống. Vậy có phone mà không có sống làm sao? Cầm cái phone mà sống yếu quá, không có xài được. Yếu quá, mình không có sống trong cuộc đời này, mình giống như cái phone vậy đó. Khi mà mình không có được cái, bắt được cái làn sóng, không bắt được cái tần số của các cái bậc thánh hiền ấy, của chư Phật ấy, thì coi như thua. Cũng như mình có cái máy mà không có password ấy, vào không được. Có nghĩa là khổ lắm, mình muốn thoát khổ, nhưng mà do cái căn cơ, cái khuynh hướng tâm lý nhiều đời của mình ấy, là sanh tử, là tập khí. Cho nên hôm nay dầu có nghe được Phật pháp đó, nó không có lọt vào tai. Tôi có chút kinh nghiệm khi mà đi giảng, đi dạy học, tiếp xúc với Phật tử nha, chứ còn không phải Phật tử là không nói. Phật tử là những người mà biết lạy Phật, biết kính Phật trọng tăng, biết cúng dường, biết giữ giới, biết nghe pháp, biết ngồi thiền ấy. Mà chúng tôi đã thấy có trường hợp đó, có nghĩa là cái khả năng mà đón nhận Phật pháp của họ rất là hạn chế, rất là giới hạn. Họ chỉ nghe được cái chuyện tu phước, chứ không có khả năng tu huệ. Tu phước là sao? Có nghĩa là thích cúng dường bông hoa để đẹp, cúng dường thức ăn để có sức khỏe, cúng dường tứ vật dụng để sinh ra được giàu có, ví dụ như vậy. Rồi họ đúc tượng, xây chùa, rồi in sách, in kinh, nhưng mà toàn là để cầu cái quả nhân thiên. Chứ họ không có bắt được cái tần số, cái làn sóng tu tập giải thoát của chư Phật, không có. Họ tìm thấy, thì mở kinh ra, đọc, một là đọc không hiểu, ngáp hai ba cái, buông sách xuống. Còn hai nữa, đọc thấy cũng hiểu, nhưng mà thấy xa lạ lắm. Ví dụ như có nhiều người khi mà họ nghe chúng tôi nói rằng cái cốt lõi của đạo Phật ấy, là thấy được mọi thứ là đau khổ, dầu đắng hay ngọt đều là khổ, gián hay là trực tiếp. Và cái cốt lõi của đạo Phật ấy, là thấy ra được cái sự vô nghĩa của đời sống, và thấy được sự vô nghĩa của đời sống chính là việc làm có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình, trong cái tấm thân nhân loại này của mình. Họ nghe thôi chịu không nổi, nó sẽ nghe chán quá vậy, nghe nản quá. Đến với đạo Phật mà chỉ để xác định cuộc đời này là đau khổ, cuộc đời này là vô nghĩa,
họ không có được cái làn sóng, họ không bắt được cái tần số của Phật pháp, thì thua. Cái họ bắt được cái tần số, cái làn sóng họ bắt được là những gì mà nó trùng khớp với cái căn cơ của họ thôi. Họ chỉ mong là làm sao mà ngay đời này được đẹp, được giàu, được khỏe, được sống lâu, có mái ấm gia đình, có nhà, có xe, có tài sản, có quan hệ xã hội tốt, có quyền lực, có tiếng tăm. Họ chỉ mong tới đó thôi. Mà họ quên mất một chuyện rất là căn bản, là giả định như họ sống được 80 năm đi, thì để chuẩn bị có được mấy cái đó thì họ phải mất gần nửa đời. Thông thường đó, chứ hiếm có ai mà xuất phát từ cái vạch đích rất khó lắm. Thường đó là phải mất nửa đời. Có rồi đó, thì có được bao nhiêu thời gian để hưởng? 80 mà mất tới 40 rồi, còn là có 40. Mà 40 đó họ chỉ hưởng được có 20 thôi, tức là hưởng tới 60. Tại vì một cái ông cụ bà lão mà từ 60 trở đi đó, thì cái gì cũng khác người ta hết trơn ấy. Từ cái tâm lý cho đến sinh học khác nhiều lắm. Nó mệt mỏi, nó trục trặc, rồi bác sĩ cứ kêu lên kêu xuống. Rồi thì hồi trẻ mình đâu có biết cái kết quả xét nghiệm chi, nhưng mà giờ sau 60 là bắt đầu là phải đi rồi đó. Thì bác sĩ hoài à, người khỏe thì đi ít ít một chút, người bệnh thì đi nhiều một chút. Chúng tôi có biết cái chuyện đó, bản thân lấy bản thân mình làm cái kinh nghiệm, làm bài học ấy. Tức là sau 50 là bắt đầu chúng ta phải quan tâm đến ba cái kết quả xét nghiệm liên tục và thường xuyên, đừng để mọi sự nó trở nên quá muộn màng, phải không? Cho nên rồi cuối cùng đó, là cuối đời nó khi mà bệnh nhiều một chút, trí nhớ nó kém một chút, rồi chưa kể là nó phải nằm liệt một chỗ đó. Thì tất cả những cái mình có nguyên lý gì hết, nhưng mà biết chứ, hỏi ra cũng biết hết. Nhưng mà cái tần số, cái làn sóng mà họ bắt được, nó không có qua khỏi cái đó. Nó chỉ quẩn quanh trong đó thôi. Nó không đi xa hơn được. Nó không đi xa được, nó tới đó thôi. Còn nghe ba cái vụ mà tu tập tuệ quán, rồi chánh niệm, rồi quan sát danh sắc, rồi họ thấy cái đó nó xa vời lắm. Xa vời lắm. Cho nên họ chỉ có hình hài thôi, chứ họ không có... Họ chỉ là cái phone thôi, chứ họ không có sống. Cái phone có sống, không liên lạc, không làm ăn gì được hết rồi. Cách đây mấy hôm có một người quen của tôi, chị sĩ, họ có việc họ phải đi một chuyện ấy. Họ đến một cái chỗ mà vào trong cái building đó nó không có sống, cho nên họ tranh thủ họ chạy ra ngoài, họ gọi tôi có mấy câu rồi họ tắt phone. Thì tôi không biết chuyện gì, tôi thấy họ tắt rất là vội vã, rất là gấp. Tôi thấy nó có cái bất thường, cái lát sau tôi gọi lại thì họ nói là lúc đó kêu được, tranh thủ chạy ra ngoài, trời lạnh mà, chạy ra kêu chút xíu rồi chạy vào liền, chứ không có gì hết. Mà tôi thấy cái cách mà họ ngắt phone nó rất là vội vã, rất là bất thường. Mỗi khi không có như vậy, một cú phone nó có đầu có đuôi thôi nè, có. Thì một cái phone cái bị thấy, một cái phone phone tốt chứ, họ xài phone tốt, phone đắt tiền, nhưng mà không có sống là chịu thua thôi, không có sống là chịu thua. Cái quan trọng nhất là mình, cái phone mình có sống thì mình bắt, mình có thể liên lạc, mình có thể tương thông được với người khác, với thế giới bên ngoài. Còn đằng này cái phone trên tay nó chỉ là một cái cục sắt, cái cục nhựa, cầm cho vui, cầm cho nặng tay thì thôi, thì nó phiền lắm. Thì mỗi ngày phải để ý xem có mình quan tâm cái gì không, mình quan tâm cái gì, và khi mình quan tâm cái gì thì bắt đầu mình mới mở rộng cái làn sóng, cái tần số của mình nâng nó lên. Có biết bao nhiêu người gặp Đức Phật, gặp ngài Sa Lợi Phất, gặp các bậc thánh hiền, gặp các bậc đại giác, mà họ gặp giống như mình đi ngang cái núi vậy đó, thì thấy núi là núi vậy thôi, chứ có thể là họ biết đó là vĩ đại đó, họ biết đây là con người vĩ đại, một nhân cách khả kính đáng quý, biết chứ, đó là khá đó. Còn nhiều khi họ rất quớt luôn, họ đi ngang họ nhìn ngài giống như họ nhìn một cái ngọn núi, một cái hồ nước, một cái mặt biển mênh mông rồi chỉ thôi, họ không biết đó bên trong đó, bên dưới đó là cái gì, họ không biết, họ không có cái làn sóng, không có cái tần số. Thì đó là cái rất là đáng tiếc lắm, đúng không? Cho nên là cái trường hợp thứ nhất ấy, trường hợp thứ nhất là mình có phone mà không có sóng, cũng khổ. Phone không có sóng, có điện, có đèn mà không có điện. Rồi tiếp theo nữa là có xe mà không có bánh, có xe hơi mà không có bánh, làm sao? Có xe hơi mà không có bánh xe làm sao? Các vị thấy rồi, không cần không bánh, chỉ cần thiếu bánh thôi. Chỉ cần thiếu bánh thôi, xe bốn bánh mà nó bị xẹp hình bánh, bị mất hình bánh là xong, không có chạy được. Dù chiếc xe đó nó là Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Cognizant hay là Maybach hay là bất cứ xe gì,
tốt cách mấy nhưng mà nó bị mất bánh, nó bị thiếu bánh là không chạy được, không? Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta có hình hài trong cuộc đời này mà chúng ta không có khả năng đi tới. Tức là sinh ra trong cái môi trường nào thì cứ gọi là ù lì, ù lì, trơ lì, đóng khung ở trong cái môi trường, trong bối cảnh đó. Và nhiều lần, và rất nhiều lần tôi định nghĩa về cái chữ sát tá trong Pali hay. Chữ sát tá nó có nhiều nghĩa, chữ sát cộng với áp tá là bản thân, mà bản thân hay cá nhân. Nhưng mà cái chữ sát tá nó còn có nghĩa là cái giống gì trong cuộc đời này mà nó có cái thuộc tính là bám dính. À, thì đó chính là chúng sinh. Trên đời này không có cái gì mà khả năng bám dính hơn cái chúng sinh. Các loại keo và ghê gớm nhất cũng không bằng, không bằng. Cách đây cũng tuần chúng tôi cũng có một món đồ bị gãy, chúng tôi mua keo và dán nhưng mà nó không có dính, là bởi vì cái chất liệu ấy, cái chất liệu đó nó không có hợp, nó không có đi với cái loại keo đó. Nó không có đi với loại keo đó, hoặc là nhiều khi cũng cái chất liệu đó, cũng cái mặt phẳng đó, nhưng mà nó có dính dầu lên đó, thì keo nó cũng có những loại keo nó kỵ dầu, nó ngang, nó có trường hợp đó. Cho nên cái keo là cái thứ mà đụng đâu dính đó, nhưng mà nó cũng có thứ nó không dính, có trường hợp nó mới dính. Nhưng mà chúng sinh thì không, cái tâm thức chúng sinh là đụng đâu dính đó, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái gì mà mắt thấy tai nghe đó là nó dính, mà nó dính trong hai trường hợp, nó dính bằng cách là nó thích, hai nữa là nó dính bằng cách là nó ghét. Nó ghét cũng là cách dính nha, nó ghét cũng là cách dính nha. Mình ghét ai đó, cái người nó cứ lãng vãng phản phất ở trong cái đầu mình hoài. Mà mình thương, mình thích ai đó thì người đó cũng lãng vãng phản phất ở đầu mình hoài, dù đó là người hay vật, hay là một nơi chốn nào đó, một sự vật, một sự việc, một cá nhân. Cho nên là mình đụng đâu dính đó, và đó là cái thuộc tính của phàm phu. Mà mình là không khéo, mình sẽ trở thành một chiếc xe không bánh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nhìn xa xa đó thì đó là chiếc xe đó, nhưng mà lại gần quan sát thì đây chỉ là một cục sắt, và đời đời kiếp kiếp nó sẽ nằm ở đây cho đến bao giờ mà nó có được bốn cái bánh, nó có đủ bánh. Nếu nó là chiếc xe ba bánh thì phải đủ ba bánh, nếu nó là chiếc xe hai bánh thì phải đủ hai bánh, nếu nó là chiếc xe bốn bánh thì phải đủ bốn bánh thì nó mới vận hành, nó mới xê dịch, nó mới di chuyển được. Này, còn không thì nó cứ nằm lì ở đó. Thì tất cả chúng ta ở đây cũng vậy, các vị có tiền bạc, có nhan sắc, có sức khỏe, có tuổi trẻ, có sự thông minh, có học thức, có học vị, có bằng cấp, có lung tung hết, nhưng mà coi chừng chỉ là một chiếc xe không có bánh. Tức là hiện đang có mặt trong môi trường nào thì chết dí ở trong môi trường đó, không có đi xa được, đi xa được. Rồi đến một lúc cuối đời mình ngồi mình ngẫm lại mình đã làm gì cho đời mình, thì mình thấy mình chỉ quẩn quanh có cái cơm gạo áo tiền thôi, chỉ quẩn quanh trong cái vòng tay thê thiếp vợ chồng thôi, chỉ quẩn quanh trong ánh mắt nụ cười tiếng nói của con cái thôi, chứ không có ra khỏi được đó. Lúc bây giờ mình trở thành một chiếc xe mà không đủ bánh, không có bánh. Ở đằng cái đó rất là đáng tiếc, tiếc lắm. Và có như bằng cái mà thậm chí các vị còn biết bánh đó, bánh xe nó có nhiều trường hợp bánh rồi mà nó đủ hơi nó khác, mà bánh thiếu hơi nó khác. Bánh thiếu hơi khó chạy lắm, khó chạy lắm, bắt buộc phải đi bơm thôi. Thì cũng vậy, nhiều khi mình cũng có xe dịch nhưng mà tại vì mình thiếu hơi, cái bánh mình nó thiếu hơi, cho nên cũng tu học, cũng ngồi thiền, cũng công đức lung tung hết, nhưng mà do cái bánh mình nó thiếu hơi cho nên nó đi không có nhanh được, xe nó đi nhanh mới được. Ở đây ai lái xe thì biết không, ai mà lái xe hai bánh, ba bánh, bốn bánh thì biết rõ, biết rõ cái điều của nó. Xe mà không có bánh là đương nhiên chạy không được, mà bánh thiếu hơi chạy cũng mệt lắm. Này, mệt lắm, mệt lắm. Cho nên trường hợp thứ ba đó, tức là cái chừng xe mà không có bánh, cái đó rất là mệt. Xe hơi mà không có bánh. Trường hợp thứ tư á, đó là xe lửa mà không có đường ray. Xe lửa mà không có đường ray. Xe lửa mà không có đường ray. Các vị tưởng tượng đi, chỉ cần mà trên một cái đoạn đường ray mà nó bị mất vài thanh sắt thôi, không? Là chiếc xe lửa nó là mệt rồi. Chủ cái chỗ nhà ga ngày xưa trong còn cái giai đoạn mà thủ công, người ta bẻ ghi bằng tay ấy, không? Bẻ ghi bằng tay cái ghi, chỉ cần mà cái nhân viên hỏa xa ở nhà ga mà bẻ không kịp là cái xe nó đi trật liền, nó đi trật hướng, không? Mà một hai thanh sắt trên đường ray bị tháo ra là cái xe nó có tai nạn, không? Cho nên đã là xe lửa thì không thể nào thiếu đường ray hết. Vậy thì nếu không thì là tắt đường ray đó, mệt lắm. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta cuộc đời chúng ta nó là một đoàn tàu,
trong đó gồm có hỷ nộ ái ố thiện ác buồn vui, kinh nghiệm quá khứ, mơ ước tương lai tù và hoạt động hiện tại. Chúng ta có hết, chúng ta là mẫu đoàn tàu có lùm lum trong đó. Nhưng mà cái đoàn tàu đó nó có cái đường ray hay không, cái đó là chuyện. Thì cái đường ray trong Phật pháp là cái gì đối với người Phật tử mình? Đó là cái chánh kiến và cái chánh tín. Nói cho đủ thì bắt chánh đạo đó, nhưng mà nói gọn là chánh kiến và chánh tín. Tôi nói hoài cái này, thánh nhân khác phàm phu ở chỗ là thấy rất rõ cái điều mình tin, cho nên tin chết bỏ cái điều mình thấy, thấy rõ điều mình tin cho nên tin chết bỏ điều mình thấy. Cái niềm tin ở đây phải là chánh tín, tức là niềm tin mà có cái trí tuệ đó. Thì ở trong bộ Bát-xa-phi-đa đó, thì ngài sẽ lại phát giải thích một cái niềm tin, một cái niềm tin mà coi như là đủ chuẩn ấy, là phải là có bốn cái khía cạnh gọi là dự lưu phần ấy. Niềm tin chính chắn đúng đắn nơi Đức Phật, niềm tin đúng đắn chính chắn nơi giáo pháp, niềm tin chính chắn đúng đắn nơi tăng chúng, và cái cuối cùng đó là cái niềm tin chính chắn vào cái đời sống giới hạnh. Đó là bốn thứ, bốn cái pháp gọi là dự lưu phần. Niềm tin chính chắn vào Đức Phật đó là sao? Tôi đoan chắc rằng là 95% Phật tử Việt Nam tin Phật không giống như là trong kinh đề nghị. Chúng ta phải có một cái vốn liếng kiến thức tối thiểu và căn bản, tối thiểu nhưng mà đủ căn bản để mà hiểu về Đức Phật. Trước hết đó là ngài có cái xuất phát điểm nguyên lai ngài từ đâu ngài ra. Một vị Phật thì cũng từ chúng ta mà ra thôi, cũng là một cái người gọi là không tính, không thi, không giới, không văn, nhưng mà do cái nỗ lực tự thân, do khả năng tư duy và do cái môi trường thầy bạn, do trú xứ, cái chỗ ở thích hợp, không? Do ở một chỗ nào đó, do trong một kiếp sống nào đó, ngài có mặt ở một cái nơi chốn nào đó, gặp được những thầy bạn nào đó, và cộng với cái khả năng tư duy của bản thân, thì những cái này nó cộng lại đó, khiến cho ngài sơ phát Bồ Đề Tâm. Này, như trong kinh kể có một, cách đây 20 A Tăng Kỳ về trước, có một ông thuyền trưởng, chủ tàu thì nói chủ tàu chứ còn nói chữ thuyền trưởng thì bà con nhập nhằn với cái khái niệm thuyền trưởng bây giờ mệt, nó chủ tàu ấy, chủ tàu. Ông đi với một cái thủy thủ đoàn ở ngoài khơi rồi bị chìm, trên tàu có mẹ ông. Thì khi mà thuyền chìm rồi tất cả thủy thủ đều là biết lội hết, cho mỗi người tự cứu lấy thân. Riêng ổng thì ổng phải là lo cho mẹ, không? Ổng cõng mẹ trên vai và ổng lội suốt một tuần lễ trên biển như vậy. Đói, mệt, khát, không? Sợ hãi, đói, mệt, khát và sợ hãi. Này, tuyệt vọng. Này. Mà cuối cùng thì ổng vào được tới bờ. Thì lúc đó có một cái vị đại phẩm thiên ấy, cũng là Phật tử. Phật tử. Cái này mình phải mở mặt nó riêng. Là cái ông chủ tàu này, cái trước ổng cũng đã từng có chút ít công đức gì đó, ổng mới lọt vô cái tầm nhìn, cái tầm quan sát của vị đại phẩm thiên này. Cái vị phẩm thiên này nhìn thấy cái ông này, ổng là người hùng tâm đại lực, tráng chí kiên nghị. Cho nên cái vị phẩm thiên nó mới nói thế này: ta quan sát ông là một người rất là đặc biệt. Ông là một người con chí hiếu, mà ông cũng là một cái người can trường nghị lực. Hôm nay một tuần lễ vừa rồi đó, ông một mình mà cõng mẹ vượt biển để vào bờ. Nhưng mà tại sao ông cũng nghĩ đến chuyện với cái can trường nghị lực đó, ông trở thành một con người mà có thể cõng được nhiều chúng sanh khác vượt biển sanh tử. Hôm nay chỉ cõng được mẹ ông thôi, nhưng mà với cái can trường nghị lực của ông ấy, nếu mà ông nguyện thành Phật ấy, thì ông có thể cõng được nhiều sách khác, đưa được nhiều người vào bờ hơn. Thì ngài chỉ hỏi một câu Phật là sao, thì ngài đọc chúng ta trả lời đơn giản thôi. Phật là cái người cái gì cũng biết, ai cũng thương, mà đức lành nào ngài cũng có, mà không phải khơi khơi mà trở thành một con người như vậy, mà phải là một sự quân tập nhiều đời với các công đức khác nhau. Vì giảng giải thích, sơ sơ như vậy, thì ông ngay cái bờ biển đó, thì nếu mà có một quả vị như vậy thì
ta sẽ bằng mọi giá đạt được cái quả vị đó. Và đây chính là cái điểm bắt đầu, điểm bắt đầu cho cái hành trình gọi là Phật đạo của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Và đương nhiên chừng đó chưa có đủ, ngài ôm cái bản hoài tâm niệm đó, tâm nguyện đó, bản hoài tâm nguyện đó mà ngài lăn trôi sanh tử nhiều đời nhiều kiếp, gặp gỡ rất nhiều đức Phật và tu tạo vô lượng công đức, và cuối cùng có một ngày ngài trở thành một đức Phật. Ngay dưới gốc Bồ đề ngài thấy cái gì trong chú giải kia rất rõ. Cái này cái đại kỵ nhất là giảng sư ngồi tưởng tượng ra mà nói, không, cái này là trong kinh nói, trong chú giải nói là ngài quán sát 12 duyên khởi, ngài thấy rằng tại vì lúc đó ngài trong cái đêm cuối cùng trước khi thành Phật, ngài chứng được tứ thiền, chứng được tứ thiền. Trước đó đã có chứng phi tưởng phi tưởng nhưng mà dẹp hết, ngay lúc này chỉ nói tới tứ thiền sắc giới thôi, tứ thiền từ hơi thở. Thì ngài nhìn lại cái thiền mà mình vừa xuất khỏi cái thiền định mà mình vừa ra khỏi, ngài thấy đây là sanh tử, có sanh có diệt do duyên tạo. Thì cái này nó đâu nó ra, nó do sanh mà ra, sanh tức là sự chào đời, mà cái sanh nó đâu nó ra là nó do nghiệp thiện ác mà ra. Nghiệp thiện ác này ở đâu nó ra, nó do tứ thủ mà ra, mà tứ thủ này ở đâu nó ra, nó do lục ái mà ra. Mà lục ái này là nó do gọi là sáu thọ, tức là cảm giác khi mà sáu căn biết sáu trần, mà sáu thọ này nó từ sáu xúc. Sáu xúc có nghĩa là cái sự gặp gỡ giữa sáu căn, sáu căn. Mà sáu xúc này từ đâu nó ra? Nó từ cái tâm đầu thai. Mà tâm đầu thai này nó ở đâu nó ra? Nó do các thiện ác đời trước. Mà thiện ác này ở đâu nó ra? Nó do vô minh trong bốn đế. Mà vô minh là gì? Vô minh là không thấy mọi hiện hữu là khổ. Mà từ đó mới là thích thú trong khổ. Mà thích trong khổ là tiếp tục đầu tư cái khổ mới. Muốn hết khổ thì phải cắt cái nguồn cơn của khổ. Và cái hành trình để thực hiện cái chuyện mà chấm dứt nguồn cơn đó chính là bắt chánh đạo, tức là sống bằng ba cái nhận thức đó, sống bằng ba cái nhận thức, mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, liên tục sống trong nhận thức này chính là bắt chánh đạo. Thì khi ngài thấy như vậy đó, ngài trở thành một vị Phật, thấy rồi như vậy trở thành một vị Phật. Mà đương nhiên là ngài thấy bằng cái Phật trí, bằng cái sự thấy bằng 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 xương bằng tủy, bằng sự thấm thía của thánh trí, chứ phải thấy như mình giờ mình con vẹt này nói cho con két kia nghe, không phải nha. Mà lúc ngài thấy bằng cái trí tuệ bản thân của ngài thấy đúng là như vậy, không thể thấy khác được. Thì ngay lúc mà ngài thành Phật ấy, thì ngài cùng cái lúc mà cái thánh trí là hán xuất hiện, thì là theo Trung A Tỳ Đàm năm truyện thì vị chánh đẳng giác cũng là một vị A-la-hán, nhưng mà đặc biệt cái điểm là cái vị A-la-hán này tự mình giác ngộ không cần đến thầy. Đó là cái đặc biệt thứ nhất. Cái đặc biệt thứ hai, cái vị A-la-hán này cái gì cũng biết. Thứ nhất là không cần thầy dạy, mà thứ hai là cái gì cũng biết. Và cái thứ ba, có khả năng dạy cho người khác cũng được giác ngộ giải thoát như mình. Dầu đệ tử mình thì không có tài nào mà trí tuệ hiểu biết bằng mình đúng, nhưng mà sẽ giống mình ở điểm là cũng chấm dứt sanh tử và cũng được thanh tịnh như mình vậy. Đây là ba cái điểm đặc biệt của một vị la hán, mà la hán chánh đẳng giác nha, la hán chánh đẳng giác. Còn la hán độc giác là tự mình chứng chứng thánh, không có thầy dạy, nhưng mà thiếu hai cái sao, có nghĩa là không phải cái gì cũng biết và cũng không có khả năng độ ai hết. Đấy, đó gọi là la hán độc giác. Còn cái la hán thứ ba đó là la hán tinh văn ấy, trên thì có thầy, tức là phải có Phật chánh đẳng giác dạy hoặc là một vị tinh văn khác dạy cho. Nhưng mà bản thân mình cũng có thể làm thầy dạy cho những người khác đắc chứng giống như mình. Đó là ba vị hơn. Thì là về niềm tin Phật bảo là phải hiểu như vậy đó. Và phải hiểu thêm về Phật trí một tí. Đức Phật đúng là cái gì ngài cũng biết. Nhưng mà chính ngài xác nhận cái ta biết như một khu rừng, nhưng mà điều ta nói ra chỉ là một nắm lá trong bàn tay, chỉ là một nắm lá thôi. Tức là kinh điển hôm nay mà mình học cả đời đó cũng chưa tới đâu được quý vị. Chưa tới đâu. Kể cả các vị có thuộc lòng tâm tạng thì cũng chưa phải là hết Phật pháp. Là vì sao? Là vì tâm tạng còn phải đi với chú giải nữa. Mà chú giải thì có nhiều đời, chứ không phải chú giải chỉ có một đời nha. Thứ hai, cái này mới quan trọng nè.
thuộc lòng bài kinh đó. Tôi cho thuộc lòng luôn chú giải cái bài kinh đó vẫn chưa đủ. Là vì sao? Là vì hiểu được bài kinh đó thông qua chú giải thôi, chứ còn cái sự thấm thía của riêng mình á thì ở mỗi vị Tam Tạng pháp sư không giống nhau. Có những vị có khả năng liên kết rất tốt, liên kết rất tốt, tức là bài kinh 13. Bây giờ tôi đặt cái mã số đi ha. Cái bài kinh 10 13 18 49 91 108 602 ví dụ như vậy, người ta có thể liên kết được các bài kinh đó để mở ra những cái vấn đề quan trọng của Phật pháp. Trong khi có vị chỉ thuộc lòng, thuộc lòng Tam Tạng thôi là đã hết tuổi đời rồi, cộng thêm cái chú giải. Giả sử như có thuộc thêm chú giải nữa thì đã hết đời, chưa làm được cái chuyện gọi là kết nối những cái mình biết. Cái sâu của Phật pháp không phải chỉ đơn giản là mình thấy cái bài kinh nó hay chưa hết, mà cái hay ở chỗ là bài kinh A dạy cho mình một số vấn đề, bài kinh B dạy cho mình một số vấn đề, nhưng mà khi hai bài kinh này mà kết hợp lại đó thì mở ra một số vấn đề nữa đặc biệt như vậy. Và cái kiến thức đó đó khi cộng với bài kinh số 8, số 10, 15 nó tiếp tục, nó lại mở ra những vấn đề khác nữa, chứ không phải chỉ đơn giản là tôi đọc hết trung bộ kinh rồi, tôi đọc hết 152 bài về trung bộ rồi, tôi hết 32 bài trường bộ, tôi đọc hết 7.700 bài tương ưng, tôi đọc hết 9.500 bài tăng chi, no, tôi đọc hết 15 tập tiểu bộ. Đọc mà có hiểu không đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, hiểu mà theo cái suy diễn của mình hay là hiểu theo sớ giải, mà sớ giải cũng mấy đời chứ không phải chỉ có một đời. Và đồng thời hiểu mà có biết kết nối kiến thức lại với nhau không, đó là một chuyện nữa. Không, cho nên là chỉ riêng cái nắm lá mà Đức Phật ngày dạy cho mình thôi, chỉ riêng cái nắm lá thôi là một kiếp không đủ. Và tôi phải nói một lần nữa, toàn bộ Tam Tạng của Đức Phật chỉ có một người mà có thể nói hiểu hết 100%, đó là Đức Phật. Tôi biết quý vị rất là sốc khi nghe cái này, hiểu hết 100% Tam Tạng đó chỉ có vị Chánh Đẳng Giác thôi, dưới đó là ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà đương nhiên ngài Xá Lợi Phất ngài không thể hiểu hết 100% như là Đức Phật. Và cứ như vậy, do cái trình độ của mình mà mình hiểu được tới đâu, nhưng các vị sẽ hoang mang nó, ủa như vậy thì mình học giáo lý để làm cái gì khi mình hiểu hết? Yên tâm, Phật pháp giống như khu rừng vậy đó. Đức Phật tùy cái căn cơ của chúng sinh, tùy căn cơ của chúng sinh mà ngài triển khai các chánh đạo, các giác chi theo nhiều cái phương tiện khác nhau, và mỗi người thích hợp với một cái cách triển khai nào. Và tất cả những cách triển khai mà ngài đã áp dụng trong 45 năm cộng lại thành ra bộ Tam Tạng. Đây, thành ra cái bộ Tam Tạng, nhớ nha, thành ra bộ Tam Tạng. Thì bây giờ mình là người ở trong rừng, mình muốn ra khỏi rừng thì cái chuyện căn bản nhất là mình phải biết rõ là mình đang có mặt trên cái con đường đi ra, trên cái lối ra của khu rừng đó là đủ rồi. Còn tất cả những cái kiến thức mà liên hệ tới khu rừng ấy, thì nó mênh mông lắm. Thì chúng ta coi là tiến sĩ về sinh vật, tiến sĩ về côn trùng học, chúng ta có là bác sĩ y khoa, chúng ta có là dược sĩ, cái gì đi nữa, chúng ta có bao nhiêu cái sĩ gì nữa, thì cái biết mình có nói nhiều hơn người khác thôi. Nhưng mà cái căn bản đó vẫn là muốn ra khỏi rừng thì phải có mặt trên cái con đường ra. Mà con đường ra đó nằm ở đâu? Nó nằm trong rừng. Và cái con đường ra đó nó cũng chính là con đường vào. Vấn đề là mình quay mặt về hướng nào. Mình quay mặt ra rừng thì nghĩa là mình đang ra, và mình quay mặt vào rừng nghĩa là mình đang đi vào, chỉ vậy thôi. Và tôi nhắc lại, một kinh điển thì bao la mênh mông lắm. Thì cái người mà cầu đạo giải thoát thì cứ một là phải nhờ thầy bạn chỉ vẽ, còn hai nó tự mình nghiên cứu tìm hiểu xem một cái gì nó hợp với mình, thì cả đời cứ cắm đầu mà đi theo con đường đó. Chứ còn mà kia mà tìm hiểu hết thì cái năng lực, những cái điều kiện của mỗi người không có giống nhau, nhớ nha. Thì gọi là tin Phật là tin như vậy đó, tin Phật là tin như vậy đó, tức là Đức Phật thì cái gì ngài cũng biết, nhưng mà ngài cái mà ngài dạy cho mình chỉ là một nắm lá, trong cái khu rừng đó thôi. Và hiểu đại khái về Phật như vậy. Về pháp là cũng theo những gì chúng tôi vừa trình bày đó, niềm tin vào pháp đó là không phải chỉ nghe sư phụ nói đây là lời Phật thì mình cắm đầu mình tin, mà mình phải trải qua những thực nghiệm. Tôi đem chuyện riêng của tôi ra tôi nói, ví dụ
cứ cho là tôi đọc hơi nhiều về kinh điển, tôi đọc hơi nhiều đó. Trong mấy chục năm làm thầy chùa tôi đọc hơi nhiều. Nhưng mà khi mà hữu sự đó, thì chỉ có một vài cái bài kinh mà nó động lại trong đầu, và lúc đó tôi, lúc cấp thời tôi nhớ tới thầy. Thí dụ như trong cái lúc mà khổ thân khổ tâm thì tôi cứ nhớ ngay tới bài kinh Vô Ngã. Trong khi bao nhiêu thứ A thì đàm tôi học, nhưng mà lúc đó tôi lại quên hết, tôi chỉ nhớ cái bài kinh Vô Ngã. Này các tỳ kheo, thân tâm này không phải là các ngươi, không phải là của các ngươi. Thân tâm là nắm quẩn. Lớp học cho đại chúng thì tôi lựa cái từ ngữ nào nó dễ hiểu được. Thân tâm này, cái xác, cái hồn này không phải của các ngươi, mà nó do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Nếu mà cái thân tâm này, cái xác, cái hồn này mà của các ngươi á, nó là các ngươi, là của các ngươi đó, thì các ngươi có thể điều khiển nó như thế này, đừng như thế kia. À, nhưng mà chính vì nó không phải là mình, nó không phải là của mình như mình nghĩ. À, mà nó chỉ là do duyên tạo thôi, do duyên tạo ra được, cũng do duyên mà làm cho nó thay đổi, làm cho nó mất đi. Này, vì chính vì vậy đó cho nên là nó mới như thế này như thế khác, ngoài cái sắp xếp cái trù hoạch, cái tính toán của mình, không? Thì cái lúc mà khẩn cấp tôi chỉ nhớ nhiều đó thôi, để cho bớt khổ thân, bớt khổ tâm, tôi chỉ bớt sợ hãi, bớt tiếng nói, tôi chỉ nhớ khẩn cấp ở bệnh kinh đó thôi. Này, thì có hoặc là vấn đề về về nhân quả, mình thấy rõ ràng là sống thiện là được vui, mà sống ác là bị khổ. Cái chuyện báo ứng kiếp sau, luân hồi sanh tử mình cũng thấy, nhưng mà trước mắt mình thấy hễ mà sống thiện là cái lòng mình nó an, mà sống ác là lòng nó không có yên. Đó là mình thấy. Vậy mình tin pháp là tin qua cái thực nghiệm như vậy đó. Phật dạy sống chánh niệm mình thấy đúng. Bởi vì chỉ có chánh niệm ấy thì mình mới biết rõ cái hoạt động, cái tình trạng của thân và tâm. Mà nhờ vậy trước mắt mình làm chủ được sinh hoạt của mình, và đồng thời cái cảm xúc, cái tâm trạng của mình nó cũng luôn luôn ở trong tình trạng kiểm soát. Như vậy thì cái vấn đề thứ ba đó là chánh niệm, cái giá trị, cái ý nghĩa, cái tác dụng của chánh niệm, mình tin Phật dạy cái đó, mình ứng dụng đời sống mình thấy có thiệt. Trước mắt không biết đắc thánh, không biết mình có sanh thiên mình không thấy, nhưng mà trước mắt thấy mình an lạc, mình tin, mình tin vào cái lời dạy Đức Phật trong pháp môn 14 niệm xứ, mình tin nó có thật. Niềm tin Phật pháp là phải như vậy, chứ không phải tin là bởi vì mình thấy có một lần đó má bệnh, cái chư tăng có tụng kinh, cái má hết bệnh, cái từ đó mình tin đạo. Không được, không được. Hoặc là mình tin đạo là bởi vì có một lần nữa đó mình tham dự cái buổi lễ, mình thấy chư tăng về đông lắm, rồi bông hoa, rồi chuông tượng, rồi Phật tử bà con rần rần, rồi cái bối cảnh trang nghiêm, rồi mình nghe được một hai câu pháp vừa ý, mình thích quá cái mình đi theo đạo. Không được, không được. Mà phải là cái sự ứng dụng, phải là sự thực nghiệm. Thì niềm tin đó, đó mới là niềm tin ở chánh pháp. Tin vào cái tác dụng gọi là đoạn trừ đau khổ, giá trị chánh pháp là soi rọi thế giới và chấm dứt đau khổ. Bởi vì chúng ta đau khổ là bởi vì có vô vàn những góc tối mà chúng ta không có rọi tới. Chúng ta không biết mình là gì, ở đâu mình tới, mình sẽ về đâu, và mình cần phải sống ra sao. Nhưng mà chính chánh pháp dạy cho mình biết mình là gì, ở đâu mình tới, mình sẽ về đâu, và mình phải làm sao. Thì niềm tin như vậy đó mới gọi là niềm tin ở chánh pháp. Và cái gọi được gọi là giữ lưu phận là sao? Có nghĩa là cái niềm tin này ở vị tu đầu quần không có dời đổi, không có dời đổi, dầu sông cạn núi mòn thì niềm tin nó không thay đổi. Trong kinh nói dầu đại địa cái hành tinh này có vỡ làm trăm mảnh thì cái niềm tin của vị tu đầu quần đối với Phật, với pháp không thay đổi. Mình tạm ví dụ đi, chẳng hạn như mình trên đời mình tin cái gì thì tin, nhưng mà không có cái một trong những niềm tin mà sắc sâu nhất đó là mẹ mình biết đây là mẹ mình, đây là cha mình, thí dụ như vậy. Mình biết đây là cái ngón tay của mình biết đây là cái bàn chân của mình. Niềm tin nó bây giờ giàu cho có bao nhiêu bão tố phong ba núi lửa động đất sóng thần thì mình cái niềm tin đó nó không thay đổi tới mình biết chắc. À, mình thấy chắc cái điều mình tin mà bây giờ do đó mình tin chắc cái điều mình biết. À, mình biết đây là cha mình, đây là mẹ mình, đây là ngón tay của mình, đây là bàn chân của mình. Vị tu đầu quần cũng vậy. Vị tu đầu quần nghĩa là khi mà thấy được bốn đế, thấy được bốn đế, thấy được lần một đó, gọi là sơ ngộ Dasana, tiếng Phạn gọi là Dasana. Cái trí tu đầu quần gọi là trí sơ ngộ, trí thấy lần đầu ấy. Thấy được bốn đế thì vị đó không có còn hoang mang nghi hoặc gì về Đức Phật, không có còn hoang mang nghi hoặc về giáo pháp, về tác dụng, về ý nghĩa, về tinh thần, về lý tưởng của giáo pháp.
Này, công năng tác dụng của giáo pháp thì nó không nghi ngờ. Và khi mà đã vững tin vào Phật, vững tin vào pháp, thì đương nhiên, cố nhiên, tất nhiên, mặc nhiên, vì đó thành tựu cái niềm tin không dời đổi nơi tăng. Tăng ở đây không phải là những vị đắp y cạo đầu, đắp y mang bát cạo đầu, mà tăng ở đây là mình phải hiểu rộng là tất cả những người tin Phật, tin pháp, làm đúng lời Phật, làm đúng giáo pháp và có thành tựu, có thành tựu tối thiểu là tu đầu ơn. Tin tăng là tin như vậy. Còn phàm tăng tuy không phải là thánh, nhưng là những vị đang trên con đường đi đến, đang trên con đường đi đến cái quả vị thánh, thánh nhân, không? Đó là niềm tin vào phàm tăng. Nhưng mà sắc son nhất vẫn là niềm tin vào thánh tăng. Niềm tin thánh tăng, tôi nhắc lại, tin rằng trên đời này có những người bất kể là nhân thiên nam nữ, không, bất kể, miễn là có những người tin Phật, hiểu Phật, tin pháp, hiểu pháp và làm đúng lời Phật, làm đúng cái giáo pháp và có những thành tựu giống như Đức Phật. Tin như vậy gọi là niềm tin nơi tăng, không? Tin này là tin nơi tăng. Còn nếu mà mình hiểu kiểu nghèo nàn, tăng niềm tin nơi tăng đấy nghĩa là tin vào mấy ông sư đó, đắp y mang bát cạo đầu là chết rồi. Bởi vì nay mai mình gặp những cá nhân, những cái tập thể mà mình không có vừa ý đó, như vậy là tan quan sự nghiệp, không phải. Mà niềm tin nơi tăng là phải tin như vậy, tin rằng có những người hiểu Phật tin Phật, hiểu pháp tin pháp và hành trì đúng như Phật, đúng như pháp và có cái thành tựu giác ngộ giải thoát giống như Phật vậy. Thì đó là niềm tin nơi tăng. Và cái thứ tư là niềm tin vào cái giới hạnh. Có nghĩa là khi một người mà đã thành tựu được ba cái niềm tin trước thì tự nhiên có được cái thứ tư. Đó là đời sống vị đó hoàn toàn nằm trong kiểm soát, nằm trong kiểm soát, nằm trong cái sự điều tiết, tiết chế của bản thân. Tức là sao? Có nghĩa là nếu mà vị đó là một cư sĩ giữ năm giới thì có chết đi nữa cũng không thể nào mà sinh hoạt hành động mà vi phạm năm giới. Nếu vị đó là một cư sĩ giữ bát giới thập giới thì dù có chết đi nữa thì vị đó cũng không có vì vậy mà là vi phạm bát giới và thập giới. Nếu vị đó là một vị tăng ni thì vị đó dù chết cũng không có vi phạm cái giới phẩm của mình. Này, vì một người mà đã tin Phật, tin pháp, tin tăng mà rốt ráo thì tự nhiên phải thành tựu cái thứ tư. Còn nếu người nào mà cái thứ tư này không thành tựu, không có được trong sạch, không có được viên mãn thì điều đó cho thấy rằng người này đối với ba cái niềm tin trước có vấn đề, có vấn đề. Nhớ nha, có vấn đề. Dầu có quyên bác cách mấy đi nữa, nhưng mà nếu mà không có thành tựu được cái giới hạnh thì điều đó cho thấy rằng người này có cái niềm tin, cái niềm tin của người này nơi Tam Bảo có vấn đề. Thì cái đó gọi là chánh tín. Còn cái chánh kiến là sao? Chánh kiến nó còn có hai. Đó là niềm tin vào, đó là cái thấy chứ. Chánh kiến là cái thấy. Cái thấy trong hai vấn đề. Một là cái thấy và cái nhân quả. Nhân quả đây là tức là thấy cái nhân này nó dẫn tới quả gì, cái quả này nó dẫn đến nhân gì. Nhân lành thì dẫn đến quả vui. Nhân lành ấy, thì nó dạy nói theo A Di Đà là 13, 25 để nó dẫn đến hỷ lạc. Còn 13, 14 tức là tâm tâm bất thiện thì nó dẫn đến khổ ưu. Đó là chuyện đương nhiên, không có nghi ngờ. Biết rằng cái hành động mà hại mình, hại người thì dứt khoát nó sẽ dẫn đến đau khổ. Một cái hành động mà lợi mình, lợi người sẽ dẫn đến lợi ích. Một cái hành động, một cái câu nói, một tư tưởng mà thuận theo cái thiện thiện pháp ấy, thì dẫn đến quả báo an lạc. Một hành động, một câu nói, một tư tưởng mà nó thuận theo ác pháp sẽ dẫn đến đau khổ. Thì vì đó thấy như vậy thông qua cái kiểm chứng của mình trong đời sống, như nãy tôi nói, tức là tùy trình độ mà mình thấy được bao nhiêu. Nhưng mà cái đầu tiên là cái trí thấy nhân quả. Cái trí thứ hai là cái trí về tam tướng. Vì đó thấy rằng tất cả cái gì trên đời này cũng do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà bật đi. Thấy rằng tất cả mọi thứ trên đời này là chỉ là đồ ráp, không có cái gì là một, không có gì là một. Mình nói cái này cái kia nhưng mà thật ra đó là cái, bản thân cái đó là vốn không có, mà nó là một sự tổng hợp của các cái thành tố rời rạc. Ví dụ như một ngày vui có nghĩa là nó phải đòi hỏi bao nhiêu điều kiện, một phút buồn thì nó phải đòi hỏi bao nhiêu điều kiện, khỏe mạnh là nó đòi hỏi bao nhiêu điều kiện, bệnh hoạn là nó đòi hỏi bao nhiêu điều kiện, giàu nghèo sướng khổ vinh nhục thăng trầm trong đời sống, mỗi thứ như vậy nó đều cần đến vô số điều kiện, không có gì là một hết. Ngay cả cái hình hài mấy chục kilo này nó cũng là một sự cộng hưởng, cộng sinh, cộng tác của vô số cái điều kiện
Đấy, mới ra cái hình này mấy chục ký này, chứ nó không phải đơn giản nó là một cục thịt rồi mình sống với cục thịt đó, không phải, mà nó là lục phủ ngũ tạng rồi hệ thống hô hấp tuần hoàn tiêu hóa bài tiết tim gan phèo phổi mật đàm mũ máu mồ hôi phật nước tiểu tùm lum hết nó mới ra cái hình này này. Và từ đó chỉ cần một trục trặc nhỏ thôi nó sẽ làm cho mình bệnh như này, mình đau cái kia. Vì nó thấy như vậy, thấy mọi thứ trong đời này từ kêu những cái vấn đề về thân xác và tâm lý nó đều là do duyên, và nó là một sự cộng hưởng của vô số cái thành tố. Thân ta sao thì thân người vậy, và chúng sanh như thế nào thì vũ trụ cũng y chang như vậy, đất đá cây cỏ cũng là sự cộng hưởng cộng sinh của vô số điều kiện. Thì cái trí và tất cả cái đó là do duyên mà có được, do duyên mất đi. Thì thấy rõ hai cái đó về nhân quả và về tam tướng, cái này được gọi là chánh kiến. Mà một người mà không một cái niềm tin mà không có chánh kiến hướng dẫn thì cái đó là tà tính, là cuồng tính, là mê tín, không mê tín tà tính cuồng tính chứ nó phải là chánh tính. Mà một cái trí tuệ đó, một cái trí tuệ mà không đủ dẫn đến cái niềm tin thì cái trí tuệ nó chưa có đúng mức. Anh thấy đúng tự nhiên tin, còn thấy lơ mơ làm được. Anh nói với tôi là anh giỏi Phật pháp, nhưng mà nhìn anh tôi biết anh, chỉ cần anh tự xét anh đi, đừng ai để đừng ai không cần ai nhìn mà anh tự xét anh. Anh tin anh biết nhiều lắm, anh biết anh thấy nhiều lắm, nhưng mà anh không có được một cái niềm tin tối thiểu để thay đổi đời sống thì cái trí tuệ của anh chưa chưa đủ, chưa đủ được gọi là chánh kiến. Mà như vậy thì cái chánh kiến và cái chánh tính ở đây nó phải là một cặp, nó phải là một cặp về ăn khớp với nhau. Một đời sống mà không có chánh tính, không có chánh kiến chính là một đoàn tàu không có đường ray, không có đường ray, không có đường ray. Và ở đâu mà có tính có tánh ấy, ở đâu mà có chánh kiến ấy, tức là có tính quyền và tuệ quyền ấy, mà nó đủ đủ nó thiếu thì nó dẫn gì đâu hết à, mà nó đủ đủ xài đó thì tự động sẽ kéo theo ba cái kia, đó là tánh niệm định à, có nghĩa là niềm tin mà trí tuệ nó đủ rồi đó thì nó sẽ hỗ trợ cho cái sự nỗ lực cho sức tinh tấn. Tức là không có niềm tin và trí, trí không đủ thì niềm tin nó không là cái gì hết à, và cái niềm tin mà nó không có đủ thì nó không có dẫn đến cái sự nỗ lực, nỗ lực cố gắng tu học, cố gắng nghiên cứu giáo lý, cố gắng thiền định, cố gắng bố thí, cố gắng giữ giới, tất cả đều cần đến sự cố gắng hết à, cái gì cũng cần đến sự cố gắng. Mà thiếu cái niềm tin, thiếu cái trí tuệ thì cái sự cố gắng nó sẽ không có, không có và có không đủ à. Và niệm và định cũng vậy, không có trí tuệ và niềm tin thì làm sao có niệm và định để đủ xài. Niệm là cái đời sống tỉnh thức ấy. Niềm tin không có thì tôi lấy cái năng lượng đâu để mà tôi sống tỉnh thức? Niềm tin và trí tuệ không có thì tôi lấy cái năng lượng đâu để mà tôi có định? Cho nên năm quyền nó phải có đủ, phải không? Năm quyền phải có đủ là tính tấn để định tuệ nó hỗ trợ cho nhau. Trí nhiều, niềm tin nhiều nhưng mà không đủ siêng à, hoặc siêng nhiều quá mà không đủ trí, hoặc là thích ngồi thiền mà không có đủ trí. Mà trí đây là gì? Trí nè, tôi có nói cái bản chất của trí gồm có hai, nhưng mà điều kiện của trí gồm có ba, đó là văn tư tu. Văn ở đây có nghĩa là những cái biết về nhân quả, về tam tướng, mà qua cái học, qua cái nghe, qua cái đọc, đây cái đó là văn. Còn tư ở đây tức là những cái biết về nhân quả, về tam tướng, mà qua cái khả năng tư duy, đây. Còn tu ở đây tức nghĩa là cái biết về nhân quả, về tam tướng mà thông qua cái sự tu tập chỉ và quát, thiêu thiền chỉ và thiêu thiền quát à, gọi là trí tu. Thì tùy thuộc vào cái khả năng trí tuệ của mình à, tùy thuộc vào cái khả năng là tùy vào cái khả năng thấy và biết của mình mà mình tin được bao nhiêu. Và từ cái khả năng tin và thấy của mình đó, thì những cái thiện pháp khác nó có được bao nhiêu. Đây chính là lý do vì đâu mình năm quyền phải luôn luôn gắn liền với nhau là như vậy đó. Và một người mà thiếu năm cái này đó, thì coi như là một đoàn tàu không có đường ray. Mà tàu mà có đường ray là coi như là nằm yên đâu dám chạy, không nằm yên đâu dám chạy. Không bao giờ trên đời có một cái xe lửa nào mà nó không có đường ray hết, không. Chỉ trừ ra sau này là mình biết là sau này nó có cái loại mà nó kêu là hydro trip, tức là một cái xe loại xe lửa mà nó chạy bằng hơi mà nó đi xuyên qua ống đó. Nhưng mà cái ống nó lại là vẫn là một cái hình thức đường ray mới à, như cái xe lửa mắc lép của
của Thượng Hải, của Trung Quốc ấy, thì nó chạy bằng 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 cái từ trường ở dưới đường ray, nó cách mặt đất, nó cách đường ray một chút, nó không có dính liền. Nhưng mà dầu gì thì đó cũng là một kiểu đường ray, dầu là đường ray 500 hay là đường ray hydro tiếp thì nó vẫn là đường ray nha, vẫn là đường ray. Xe lửa mà không có cái đường ray thì không có thể nào mà nó vận hành được nha. Từ đây cũng vậy, đời sống của mình sinh ra mình có mắt tai mũi lưỡi, mình có sắc thinh, mình sẽ có sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà có hình hài vậy thôi, nhưng mà mình là một con tàu không có đường ray, một một con tàu lửa không đưa đây, hoặc là mình là một cái con tàu biển mà không có la bàn, không có hoa tiêu, thì mình sẽ đi về đâu, đúng không? Cho nên mình tôi giảng về mấy cái bài giảng mình có cái chủ đề là có mà không là như vậy, có điện, có bóng đèn nhưng mà không có điện, có phone nhưng mà nó không có cái sóng, có phone, có máy mà không có bài, không có cái password, passcode là sao được. Rồi có xe, xe hơi nhưng mà không có bánh, có xe lửa mà không có đường ray, và sau cùng đó là có đường nhưng mà không có đi, có đi mà không có đường là sao. Trong kinh nói chư Phật ấy, có nhiều lúc cả A Tăng Kỳ không có vị Phật nào ra đời trong một cái thái dương hệ, có nhiều khi cả A Tăng Kỳ đại kiếp, một cái A Tăng Kỳ là 10 lý thừa 140 đại kiếp không có Phật ra đời. Cái cơ hội mà mình mang thân người nó rất là khó có, vì một ngày của phàm phu ấy, trong một ngày ấy, chúng ta sống toàn là bằng tâm bất thiện không mà, kể cả một người biết Phật pháp, kể cả một người biết Phật pháp, thì trong một ngày như vậy mình sống toàn tâm bất thiện, mà tâm bất thiện là cái đời sống tâm lý của các cái loài sa đọa nha, đó là biết Phật pháp đó nha, biết Phật pháp rồi đó, mà một ngày mình vẫn sống với tâm bất thiện, tham sân si ái mạn kiến nghi, mà đây chính là cái thứ tâm lý của mấy cái loài sa đọa. Mình sống nhiều bằng cái tâm lý đó là mình dọn đường để mình đọa, phải không? Mà mang thân người đã khó mà cái chuyện gặp được Phật pháp lại càng khó hơn. Đây, bởi vì hồi nãy tôi nói rồi, Phật khó lắm, lâu lắm mới gặp được Phật. Mang thân người đã khó thì từ đó nó mới dẫn đến những cái chuyện khác. Mang thân người đã khó thì cái chuyện mà một ai đó mà có được cái bản hoài, cái hạnh nguyện mà thành Phật thì càng hiếm nữa, hiếm nữa. À, bởi vì tôi nói rất là nhiều lần, chúng sanh trong đời cũng có năm hạng. Cái hạng thứ nhất là chỉ biết mình thôi, không biết ai hết. À, cái hạng thứ hai đó là quan tâm đến những người có gắn bó với mình. Là cái hạng thứ ba đó là có thể có biết quan tâm đến những người không ân oán với mình. Cái hạng thứ tư là thương được kẻ thù của mình, và cái thứ năm là thương được bạn của kẻ thù, và cái hạng thứ năm là thương được cái kẻ muốn hại mình. Tổng cộng là năm hạng, thì phải là cái hạng thứ năm này nè, thứ tư và thứ năm này nè. Hạng thứ năm là đúng rồi, phải là hạng thứ năm thì mới có thể gọi là cầu Phật đạo được. Còn đa phần chúng sanh là lọt hết trong mấy cái hạng đầu tiên. Một là chỉ biết mình thôi, các vị nhìn mấy con thú, mấy con vật ấy. Có nhiều con nó còn có bầy đàn, có nhiều con nó chỉ biết mình nó thôi, nó đi kiếm ăn mình đó. Rồi khá hơn một chút là mình làm người, mình biết lo cho vợ chồng con cái cha mẹ của mình, chứ còn mình không biết quan tâm lại. Rồi cái hạng thứ ba đó là biết thương được những cái người không ân oán với mình, chỉ cần mình thấy người ta khổ, người ta đói, người ta nghèo, cái mình biết thương. Đó là hạng thứ ba. Hạng thứ tư đó là thương được bạn của kẻ thù, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái người sống không có thành kiến. Thí dụ như người Hồi giáo thì họ ghét những ai mà không có phải là tín đồ Hồi giáo đấy. Thí dụ như vậy, mình là người đang theo đuổi một học thuyết, một quan điểm chính trị nào đó, thì mình xem mấy người khác là phản động, là thành phần không tiến bộ, thí dụ như vậy không được. Mà tất cả chúng sanh, dầu họ là cái kẻ thù trực tiếp hay là cảm tình viên của kẻ thù mình, thì mình vẫn xem, mình vẫn thương được, mình vẫn quan tâm được, thì cái đó mới đúng là người lành đó, không? Như vậy này, cái hạng thứ tư này này là thương được bạn của kẻ thù cũng là hiếm rồi, không? Có nhiều người không có khả năng thương được kẻ thù, nhưng không có khả năng thương được kẻ thù, nhưng mà ngoài cái kẻ thù trực tiếp của họ ra thì người khác ok sao cũng được. Cái hạng này phải dễ kiếm thôi nha. Thường thì chúng ta
thương nhau thương cả đường đi, mà ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng, cái đó đúng. Mà cái hạng thứ tư này đó là chỉ nhắm vô kẻ thù mình, còn ngoài kẻ thù ra thì cái gì người khác mình có thể cũng còn có thể thương được. Nhưng mà khó nhất là hạng thứ năm, thương được cái kẻ mà có lòng hại mình, giết mình mà mình vẫn thương được, thì cái hạng này khó kiếm nhất. Mà chỉ có cái hạng thứ năm này nè thì mới có thể thành Phật được. Khó lắm. Như vậy thì làm người đã khó mà gặp được Đức Phật càng khó hơn. Vậy mà vậy mà khi mà Phật ra đời đó, có được bao nhiêu chúng sanh mang thân nhân loại, và trong một trái đất như trong miền dưới chùa Kỳ Viên mà Đức Phật ở, cái số lượng chúng sanh nhân loại nó chung quanh cái chùa Kỳ Viên, rồi những cái người mà thấy ngài mà chư thánh tăng mà đi bát mỗi ngày, số lượng được bao nhiêu so với trùng dế côn trùng con ong cái kiến chim chóc rắn rít chuột bọ, thì cái số người mà nhìn thấy Đức Phật chỉ là con số rất là ít so với mấy cái con mà nó tào lao, không? Mà trong số những người mà thấy Phật ấy, thì có được bao nhiêu người mà có niềm tin chịu đến tìm hiểu lắng tai nghe pháp, và trong số những người lắng tai nghe pháp đó có bao nhiêu người có thể hành trì và có thể chứng ngộ, càng siết lại định càng hiếm dần nha, hiếm dần. Cho nên trong kinh nói khi mà một Đức Phật ra đời, nếu mà chúng ta là người vô phước, một là chúng ta không có được sanh vào thế giới loài người, không vào sanh vào những thế giới chư thiên mà có thể đến hầu ngài để nghe pháp, hoặc là mang thân nhân loại mà tàn tật, tâm thần khùng điên, đuôi mù bẩm sinh, cũng mệt lắm. Gặp Phật ra đời, cái lúc Phật ra đời mình sanh ở những cái vùng sâu vùng xa, thiếu văn hóa văn minh như những bộ lạc mội rợ, đầu óc bán khai, chưa được khai mở thì khó lắm, không? Cho nên là khi mà Phật ra đời là mình phải được mang thân người, mà được ở những nơi chốn mà dễ dàng gặp gỡ ngài và tứ chúng. Bản thân mình đó là không có đến mức đói nghèo bệnh hoạn tàn tật tâm thần khùng điên, không bị dị tật bẩm sinh mà trầm trọng ghê gớm như đuôi mù câm đét đó, anh vậy đó. Phải có đầu óc sáng suốt, rồi có khả năng tư duy, hiếu học, ham tìm tòi, biết trăn trở thao thức về cái phận đời kiếp người của mình, đấy, phải có những cái đó thì mới có thể lắng tai nghe pháp được. Mà khi bây giờ Phật không còn nữa thì còn cái giáo pháp ấy. Vậy mà có những người trong cái thế giới này bây giờ trên biển còn nằm lù lù đó, có con đường để đi nhưng mà không có đi, có hoặc là khá hơn một chút, mang thân là tăng ni là Phật tử, biết kinh sách đó, biết kinh sách đó, nhưng mà biết để vậy thôi, tủ kinh để vậy, kiếm cái tủ thiệt là tốt, gỗ quý đặt tiền, đi thỉnh mấy cuốn sách về chất đầy trong đó, trên phía trên tủ thì để bình hoa, rồi để một vài bức tượng quý, tượng cổ, rồi dọn cái phòng rồi chim bông, rồi anh có nắng có gió, rồi có chiếu ngồi, có tòa cụ, rồi đã lắm. Nhưng mà ba kiếp không có kiếp nào mở được cái tủ kinh ra mà cầm cuốn kinh ra là gấp lên gấp xuống. Vào chùa nghe pháp thì chỉ nghe cái nào vui thôi, chỉ nghe ông thầy nào mình thích thôi, còn chuyện hành trì coi như miễn bàn. Thì trường hợp đó được gọi là có đường mà không có đi. Cái người đó là người có đường mà không đi. Còn cái hạng thứ hai là có đi mà không có đường, có nghĩa là cũng thấy đời là khổ, thiết tha cầu pháp giải thoát. Nay thầy này, mai thầy kia, thầy tư nước sôi, thầy tám nước lạnh, theo hết thầy này thầy kia, nhưng mà do thiếu cái định hướng. Cho nên là có đi nhưng không có đường, cũng tu hành cũng ghê gớm lắm, cũng chai lạc, kiêng khem khổ hạnh thì cũng ghê gớm, nhưng mà không có đường để đi, mất mấy chục năm. Có người tới chết nhưng không biết mình đi sai đường, rồi có người tới chết luôn biết mình sai đường mà không biết đường nào là đúng để mà theo. Bởi vậy nó mới có cái câu là tưởng giếng sâu anh nói sợi dây dài, ai ngờ giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây. Cái câu đó nguyên thủy nó mang cái nghĩa trai gái, nhưng mà trong kinh Phật mình theo tinh thần Phật pháp, cái câu nó mang cái nghĩa mà tôi vừa nói đó. Tức là đến cái lúc mà cận tử hấp hối mới nhớ lại là bao nhiêu năm trôi qua, mình không có thời gian, không có dành thời gian quý hiếm của đời mình để mà tìm hiểu Phật pháp, để mà hành trì cho nó đúng mức tội thường. Thì cái hạng này gọi là đi mà không có đường, đi mà không có đường, không? Còn cái hạng trước nhất là có đường mà không đi, cũng là cái đáng tiếc.
mà đi mà không có đường cũng một cái đáng tiếc. Thì như vậy tổng chi là cái tài pháp này, tôi nói một cái đề tài đó là có mà không, nó nhiều lắm. Đề tài trước tôi nói chữ tuy, tuy xa mà gần, tuy ít mà nhiều, tuy nhiều mà ít, thì nó cái đề tài đó có thể dẫn đến vô số n gợi ý khác mà tôi chỉ gợi tới đó thôi. Bữa nay cũng vậy, có mà không, không mà có đó thì cũng vậy. Tức là có máy mà không có sóng, có đèn mà không có điện, có xe mà không có bánh, có xe lửa mà không có đường ray. Đấy. Có đường mà không có đi, có đi mà không có đường. Nó còn nhiều lắm, có mà không, nó tới cuối nó cũng n, nó cũng vô số. Mà tôi chỉ gợi ý chừng đó để bà con trong đời sống trưa nay, chiều nay, tối nay có đi ra đường hoặc ngồi trong phòng cũng chợt nhớ lại, ừ, ông có gợi ý cho mình mấy cái có mà không, thì mình ngồi mình xem lại cuộc đời mình là nó có còn nhiều cái khác nữa, nó còn nhiều cái khác nữa quý vị. Có những cái những thứ, ví dụ như là có những thứ thức ăn nó ngon mà nó có lành, nó lành mà nó không có ngon, thí dụ như vậy, nó nhiều lắm. Ngon mà không có lành là sao? Có nghĩa là ba cái đồ chiên đó, ở Mỹ đó, khoai tây chiên rồi coca đó, thì con nít mình nó mê lắm, ba cái chip, ba cái snack đó. Việt Nam kêu là cái gì đó, bỉm hả, bỉm hả, bỉm như bỉm đó, ngon lắm. Bim bim chứ, bim bim, đúng rồi, bim bim ngon lắm, ai cũng thích cái đó, ngon nhưng mà nó có lành. Nó có nhiều món nó ngon lành mà nó không có ngon. Ví dụ như sáng mỗi ngày là uống 2 lít nước lọc, ăn nhiều rau trái củ quả, hạn chế thịt đỏ, hạn chế hải sản, đại khái như vậy. Và ở xứ nào thì thường tiêu thụ cái thổ sản của xứ đó nó vẫn lành hơn là ăn ba cái đồ nhập cảng ở xứ khác tới, ví dụ như vậy. Mà thông thường chúng ta không quan tâm cái đó, chúng ta thường chúng ta không có phân biệt cái ngon với cái lành, thường mình chỉ nói ngon lành thôi. Chứ đúng ra ngon khác mà lành khác. Có những cái nó lành nhưng mà nó không có ngon, có những cái nó tasty nhưng mà nó là he, nó là unhealthy, nó ngon nhưng mà nó không có lành. Có những cái nó lành mà nó không có ngon, nếu có cái nó vừa ngon mà vừa lành, có nhiều thứ nó không lành mà cũng không ngon. Cứ suốt đời sống cứ nhớ chừng cái bài giảng này, cứ nhìn đâu cũng nhớ và phản phất bài kinh này. Mình có phải là chiếc xe mà không bánh hay không, mình có phải là đoàn tàu lửa mà không có rừng ray hay không, mình có phải là cái phone mà không có sóng hay không, mình có phải là cái laptop mà không có password hay không, mình có phải là cái bóng đèn mà không có điện hay không. Nhớ cái đó cũng là một cách tu học. Và đương nhiên bài giảng cái lớp giảng chú thứ hai đó là chỉ là một bài giảng chung chung cho đại chúng không chuyên, và cũng là một cái diễn đàn, một cái cầu nối để chúng ta còn có thể liên lạc với nhau mỗi tuần, và gửi đến bà con những gợi ý tu học. Nhưng mà cái lớp học mà chúng tôi đặc biệt quan tâm vẫn là lớp học intensive, giáo lý không thể nào mà học chung chung được đâu. Nói chung hồi nãy các vị, nếu các vị tâm lý các vị để ý khi tôi giảng về cái 13 25 chúng tôi hơi có cái khựng, biết nói vợ hiểu không, biết mà nói vợ họ có hiểu không, nó cũng có cái đáng tiếc chỗ đó. Cho nên mong là quý vị sẽ có một ngày quý vị là những cái phone có sóng, phone mà có sóng, những chiếc xe có bánh, những đoàn tàu có ray, có railway, và có đi và cũng có đường để đi. Chứ đừng có mà không 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 nhiều nhiều cái không quá thì uổng cái kiếp người. Không, thì như kỳ trước tôi có nói chém đầu 1.000 viên tướng ngoài trận, thấy vậy đó mà nó dễ hơn là thay đổi suy nghĩ của một cái người thiếu trí. Thì nói gì nó hơi nặng nhưng mà cái đó là cổ nhân nói, nhưng mà tôi nói thì tôi đâu có thể nào tôi thay đổi suy nghĩ của các vị, không, cứ tiếp tục đi chùa còn theo đuổi cái lý tưởng, cái mộng ước, cái hoài bão gì đó, thì cái đó là chuyện của các vị. Tôi chỉ nghĩ dần dần vậy thôi. Ok, chúc các vị một ngày vui. Dạ, chúng con cảm ơn sư. Trước khi đi cho con một câu hỏi là vừa rồi mà sư có nói về cái lớp chủ nhật của sư đó, bây giờ con có một tấn email của mấy em hỏi là làm sao cho em, cho con, cho chị, cho anh xin vào cái lớp của sư. Sư Cảm ơn, ông công nhân 1.000 lần cảm ơn, triệu lần cảm ơn. Xin thưa với bà con là tất cả những cái đó bà con làm ơn đừng có liên lạc với riêng chúng tôi, bởi vì 3 lý do. Thứ nhất là chúng tôi hiếm khi mà đọc hoặc là đủ duyên để mà trả lời lắc nhắc. Và một chuyện nữa đó là cái lớp học đó vẫn diễn ra mỗi tuần, nhưng mà mình có cái ban điều họp ấy, cái ban đó là các vị sẽ liên lạc với nhau,
tìm hiểu nghe đi nghe kia, tôi biết mơ hồ như vậy đó, thì các vị đó sẽ báo lại cho tôi sau. Nhưng mà đầu tiên là các vị không có liên lạc với tôi mà nên liên lạc thẳng với cái email gọi là kalamathoyacenter@gmail.com. rồi đương nhiên thì tất cả những cái trả lời đó tôi đều biết qua hết, nhưng mà thà là tôi biết một nguồn đây, tôi biết một nguồn bên Kalama Hà Báo, chứ còn mà tôi kêu tôi đọc email của từng người hoặc là tin nhắn của từng người thì không. Cho nên là xin cảm ơn công nhân rất là nhiều đã mở ra cái chuyện này, tuy nhiên là tôi muốn nói mà nay tôi quên. Tức là tất cả những cái chuyện gì mà liên quan đến lớp học internship ngày Chủ nhật, thì bà con có làm bài tập hay không làm bài tập, hay là bà con muốn vào hay là muốn ra, bà con có một cái đề nghị lớn bé gì đó thì xin liên lạc trực tiếp với ban điều họp thông qua cái email là kalamathoyacenter@gmail.com. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Dạ. Yeah. Yeah.